Đối với cơ sở khám chữa bệnh công lập, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Y tế có trách nhiệm hướng dẫn các thủ trưởng, các cơ quan, đơn vị phân công trực luân phiên 24/24 để đảm bảo việc điều trị bệnh được liên tục, đảm bảo sức khỏe cho nhân dân và bố trí lịch nghỉ bù cho hợp lý, theo đúng quy định. Riêng đối với các bệnh viện đa khoa, giao thủ trưởng đơn vị có kế hoạch bố trí lịch nghỉ hợp lý, đúng quy định. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo trong thời gian nghỉ lễ, các cơ quan đơn vị và địa phương phải tổ chức trực bảo vệ, tăng cường các biện pháp giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ. Về treo cờ Tổ quốc, trụ sở là việc của các cơ quan đơn vị, tổ chức, hộ dân treo cờ từ 6 giờ đến 22 giờ ngày 2 tháng 9 năm 2023. Đồng thời thay thế các cờ đã cũ rách và tránh treo cờ ngược, thường xuyên kiểm tra các cờ đổ ngã do dòng gió. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, bên cạnh những kết quả đã được hiện nay, giáo dục mầm non còn gặp không ít khó khăn trước mắt, cần phải được tháo gỡ để phát triển trong giai đoạn mới. Cụ thể, công tác sắp xếp bố trí trường lớp vẫn còn nhiều bất cập, hệ thống trường mầm non chưa đáp ứng được nhu cầu đưa trẻ đến trường, đặc biệt là những nơi khó khăn, miền núi, biên giới, hải đảo, nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu đô thị, đông dân cư. Việc thiếu phòng học, cơ sở vật chất thiết bị, đặc biệt là thiếu đội ngũ giáo viên, buộc một số địa phương chỉ tập trung huy động trẻ em mẫu giáo 5 tuổi, trong khi trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 4 tuổi và trẻ em nhà trẻ được huy động đến cơ sở giáo dục mầm non còn ở mức thấp. Nhiều trẻ em đến 5 tuổi mới được tiếp cận với giáo dục mầm non. Do đó, còn có khoảng cách đáng kể giữa giáo dục mầm non giữa các vùng miền. Về chuẩn bị các điều kiện cho trẻ em mẫu giáo 5 tuổi vào học lớp 1 ở nhiều nơi còn lung tung. Cả nước còn gần 8% trẻ em mẫu giáo và 71,8% trẻ nhà trẻ chưa được tiếp cận giáo dục. Chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi ở nhiều nơi chưa được duy trì bền vững do tỷ lệ trẻ em mầu giáo độ tuổi 3-4 tuổi đi học còn thấp. Tại các vùng khó khăn, trẻ em được tiếp cận giáo dục mầm non muộn so với độ tuổi. Các điều kiện bảo đảm chất lượng toàn diện của trẻ em 5 tuổi sẵn sàng cho học lớp 1 các nơi khó khăn chưa đáp ứng yêu cầu, mục tiêu đặt ra. Từ những lý do trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị xây dựng nghị quyết của Quốc hội thí điểm phổ cập giáo dục mầm non đối với trẻ em mẫu giáo tại một số tỉnh, thành phố. Việc đề xuất xây dựng nghị quyết thí điểm phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo ở một số tỉnh, thành phố trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết nhằm nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em mẫu giáo theo chương trình giáo dục mầm non khi thực hiện phổ cập. Đài truyền thanh huyện Đông Hải, chương trình thông báo và quảng cáo. Kêu hè về bãi tôi ơi, lên rừng xuống biển tỏa đam mê, chưa có xe ra hết tàu ngay đê. Từ nay đến 30 tháng 9, mua xe Honda sẽ được lựa chọn trả góp lãi suất 0% hoặc mua bằng quà tặng hấp dẫn khác tặng ngay điện thoại Samsung Galaxy A04s hoặc loa Bluetooth CBL Vivo QNX. Tặng sạc pin dự phòng Samsung hoặc hỗ trợ mua sạc Cuba trị giá 1 triệu đồng khi mua Vision. Tặng thẻ điện thoại 500.000 đồng khi mua Mate Alpha, Mate Wager SX tích phần thẻ sắc rộng ràng ưu đãi hãy đến hết ngay. Radio AD, thông điệp từ âm thanh. Hotline 0989 612 668. Truy cập website www.radiovietnam.com.vn để biết thêm chi tiết.